Sở hữu nhan sắc xinh đẹp chính là lợi thế giúp địch lệ Nhật Ba bùng nổ trong giới giải trí. Ngoại hình nổi bật giúp cô nàng tỏa sáng mỗi lần lộ diện và cần cực ngọt loạt tạo hình khó nhằn. Mới đây thì dân tình được fan phát sốt với loạt ảnh Du Chen, bạn gái mèo tôm cực đỉnh của nàng mỹ nữ Tân Cương. Theo đó, mới đây trên mạng đã lan truyền loạt ảnh tạo hình Du Chen, bạn gái mèo tôm của địch lệ Nhật Ba. Gương mặt xinh đẹp kiêu sa, đôi môi đỏ phối cùng chiếc nơ tím giúp cô nàng tỏa sáng trong khung hình. Dân tình đã dành vô số lời khen ngợi cho tạo hình này của nàng mỹ nữ Tân Cương. Thậm chí có ý kiến bày tỏ với lợi thế nhan sắc này, địch lệ Nhật Ba có thể đu mọi trend mà chẳng hề sợ kém cạnh ai. Tuy nhiên thì trên thực tế, hình ảnh Du Chen bạn gái mèo tôm của địch lệ Nhật Ba chỉ là do fan photoshop mà thôi. Nhiều khán giả cũng hy vọng địch lệ Nhật Ba có thể dành chút thời gian để Du Chen hóa bạn gái của mèo tôm. Chuyển sang một tin tức khác. Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã khép lại với nhiều thành tích khả quan. Phim cũng mở điểm Douban đạt 7,2 điểm với hơn 154.000 lượt bình chọn, trong đó số lượng chấm phim 5 sao chiếm 25,6%, 4 sao chiếm 31,7%, 3 sao chiếm 26,1%, 2 sao chiếm 11,4% và 1 sao chỉ chiếm 5,2%. Theo khán giả Trung Quốc, đã có nhiều cuộc tranh luận nổ ra ở mức điểm 7,2 này của phim. Nhìn chung so với dòng phim của Trang, điểm số của Giữ Phượng Hành thuộc top cao. Nhưng theo một số người hâm mộ dự án này, phim xứng đáng có điểm tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng có những ý kiến cho rằng điểm số mà Giữ Phượng Hành đạt được không tệ và phản ánh đúng với chất lượng của dự án này. Các bạn có nhận xét như thế nào về những thông tin trên? Đừng quên comment phía dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp.